Xin chào, mình là Nam và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để kiếm để thêm vào ký tự đặc biệt một cách nhanh nhất trong khi soạn thảo. Ok, ví dụ mình đang soạn thảo đây, mình cần chữ ôm chẳng hạn, nhưng mà ký tự ôm chẳng hạn, và khi đó mình kiếm trong Word thì cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ hơi lâu một xíu. Thì mình có đầu tiên là mình lên bar drive này. Và chọn Google tài liệu. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ vào phần chèn và chọn ký tự đặc biệt. Đây nó sẽ hiện lên một cái bảng như này. Trong này sẽ có rất là nhiều. Và công việc của bạn đơn giản hơn là phải đi kiếm, nên là bạn chỉ cần vẽ nó vào. Ví dụ mình muốn kiếm biểu tượng ôm thì mình sẽ ký tự ôm, mình sẽ vẽ nó như thế này, thì nó sẽ hiện lên bên trái đây những cái mà nó tìm được gần giống. Ở đây biểu tượng ôm này là ký tự ôm này, còn đây là cung thiên bình chẳng hạn. Ok, bạn nhấp vào và copy nó sang bên này, chuột phải và bắt nó vào. Ok, có một cách đơn giản mà nó nhanh gọn lẹ hơn, đấy là các bạn vào chỗ phần chia sẻ này. Ở đây có cái chỗ mà nhấp nhận liên kết chia sẻ được và có thể chỉnh sửa. Ok, các bạn copy cái link này. Rồi ở cái phần gõ tắt hôm trước mình hướng dẫn đấy, thì các bạn nên thêm vào một cái từ gõ tắt, ví dụ như là từ DC2 chẳng hạn. Rồi các bạn bát nó vô. Rồi xem lại. Sau đó mình sẽ thử lại nha. Mình thoát đi này. Mở. Rồi mình dán nó vào đây. Ở video trước mình hướng dẫn cách để làm gõ tắt rồi nhé. Mình sẽ để link ở phần mô tả video. Ok, bây giờ các bạn chỉ cần gõ chữ DC. À, khoan đã, mình phải bật phần trên khay lên. Rồi mình gõ chữ DC2 này. Như vậy là đến luôn. Chứ các bạn không cần phải vào Drive rồi chọn mở khu tài liệu các thứ nữa. Rồi ok, video của mình đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem. We'll be right back.